nằm soi bóng xuống hồ nhật nguyệt thơ mộng. Văn võ miếu hấp dẫn du khách bởi sự tôn nghiêm đan xen với cảnh sắc thiên nhiên nên thơ lãng mạn. Thưa các bạn, lại là mình Dương Lễ đây. Nếu như bạn đang tìm kiếm một địa điểm du lịch vừa mang vẻ đẹp thơ mộng, vừa thành kính tôn nghiêm, thì đừng bỏ qua địa điểm Văn Võ Miếu Đài Loan này nha các bạn. Phía bên này là cái cổng của Miếu Văn Võ rất là lớn các bạn. Đối diện Miếu Văn Võ này thì nhìn ra chính là cái hồ Nhật Nguyệt. View cực kỳ đẹp luôn. Wow, phía trước chúng ta là một cái cổng trời. Ông trời ơi! Wow, đẹp thiệt. Có một người kêu trời, lại đi mỏi chân quá. Phía ngoài kia là cái hồ Nhật Nguyệt, rồi tới đường nhựa, rồi tới những cái cổng tam quan, đi từ từ lên rất là cao. Đáng đồng tiền bát gạo để tham quan cái chỗ này, sẽ cho bạn những cái bức ảnh rất đẹp. Ở đây có một cái lư hương đồng rất là lớn nè các bạn, cực bự khủng khiếp luôn. Cái cổng vào và cũng như cái cổng tam quan rất lớn. Ở đây có một cái bức tượng rồng phượng rất là lớn nè, cá chép hóa rồng đó các bạn. À, rất là đẹp, nó vượt thác để hóa rồng. À, người ta tới đây, người ta tự tay viết lên trên này để mà cầu nguyện, cầu bình an. Còn từ cái vị trí này nhìn ra cái mái ngói, mái nhà nó cao và nó rộng mênh mông bát ngát luôn, đẹp quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Có chạm chỗ khắc đính lên đó những cái tượng Phật, những cái lồng đèn, những cái vị thần. Công nhận cái miếu này làm là rất là công phu và hoành tráng. Văn Võ Miếu ở Đài Loan là nơi thờ hai vị Khổng Tử, Quan Công, nằm ở bờ phía bắc của Nhật Nguyệt Hồ, Đài Trung, Đài Loan. Chỗ này là bãi đổ xe, chuẩn bị đi vào để mà tham quan cái miếu Văn Võ. Cái khoảng sân rất là lớn để cho bà con đậu xe. Chúng ta lại thấy có người tập pháp lưng công rồi các bạn. Phong trào tập pháp lưng công tại Đài Loan rất là phổ biến nha các bạn. Ở Trung Quốc thì nó bị cấm và bị đàn áp, nhưng ở Đài Loan thì người ta tập pháp lưng công rất là đông đảo, thành từng hội, từng nhóm luôn đó các bạn. Phía bên này là cái cổng của Miếu Văn Võ rất là lớn các bạn, cực kỳ lớn chưa. Còn phía ngoài đây có một cái ban nhạc, không biết là hát hò để làm cái gì, nhưng mà thấy hát hò rất là hoành tráng, sơm tụ rất là vui. Đối diện cái Miếu Văn Võ này thì nhìn ra chính là cái hồ Nhật Nguyệt, view cực kỳ đẹp luôn. Trước đây, người Nhật chiếm đóng Đài Loan, khi đó đã có hai cái đền thờ Long Phụng và Nhất Hòa ở hồ Nhật Nguyệt này. Khi mà người Nhật họ xây dựng cái thủy điện đó, thì cái mực nước hồ nó dâng lên. Các đền thờ này buộc phải di tản. Để mà bồi thường, người Nhật và ban quản trị hai cái ngôi đền này đã góp sức lại với nhau, xây dựng một cái đền thờ lớn duy nhất là Văn Võ Miếu vào năm 1934, với mục đích nhằm bảo tồn nét đẹp của Nho giáo thời xưa. Nó vừa mang nét đẹp trầm tĩnh, vừa phản phất vẻ thơ mộng. Người Đài Loan xem đây như là một cái công trình tự hào về Nho giáo, và tên tuổi của hai vị Khổng Tử cũng như là Quan Công đã gây tiếng vang mãi đời sau này. Cổng vào của Miếu Văn Võ rất là lớn, cực kỳ to luôn các bạn, hoành tráng cực kỳ luôn. Ngay đây là cái view hồ cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đây là băng rôn biểu ngữ kêu gọi phòng chống cái chương trình mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc đó các bạn. Các bạn có thể đến Miếu Văn Võ bất cứ lúc nào, nhưng mà vào tháng 3, tháng 4 chính là mùa xuân, trời sẽ se se lạnh, phù hợp cho việc tham quan. Lúc này ở Miếu Văn Võ Đài Loan tràn ngập những cái đóa hoa anh đào mơn mởn đầy sinh khí. Bạn có thể đến đây vào mùa thu từ tháng 9 tới tháng 11. Lúc bấy giờ tiết trời mát lạnh, bầu trời trong xanh, cao rộng, hòa với cái khung cảnh thiên nhiên ở chốn linh thiêng, khiến cho Miếu Văn Võ trở nên tôn nghiêm hơn bao giờ hết. Mấy cái chậu hoa giấy này cũng khá đẹp. Ở đây có văn tự ghi chép về cái quá trình hình thành của miếu nè các bạn. Ở bên đây có cái chòi lục giác, nó đang ôm một cái quả địa cầu, đẹp cực kỳ luôn. Ô, quá trời đẹp luôn. Ở đây có một cái lư hương đồng rất là lớn nè các bạn, cực bự khủng khiếp luôn. Wow, hoa văn của kiến trúc của ngôi miếu này rất là đẹp. Cái cổng vào và cũng như cái cổng tam quan rất lớn. Ở đây có trồng một số cây tùng, cây thông và cây bách như thế này, rất đẹp các bạn, cho bóng mát và lại tạo quang cảnh đẹp. Wow.
Đẹp quá các bạn ơi, ở bên kia có một cái khách sạn là Hotel D cộng. $50 Đài Loan tệ nha, hai cây kem dễ thương. À, $50 Đài Loan tệ, hai cây kem dễ thương. Miếu Văn Võ Đài Loan thì được xây dựng theo cái lối kiến trúc đặc trưng của đền chùa Đài Loan truyền thống, được sắp xếp theo cái hệ thống kiến trúc trải dài trên triền đồi từ thấp đến cao. Văn miếu được xây ở trên cao, còn võ miếu thì nằm ở phía dưới, cho thấy cái sự trọng văn và khinh võ của thời xưa đó các bạn. Văn võ miếu Đài Loan sử dụng màu sơn vàng đỏ truyền thống giống như cung điện Trung Quốc, với những cái cột trụ đỏ, mái ngói cong cong xếp chồng lên nhau. Phía trước văn võ miếu Đài Loan là một cái bức tượng sư tử đá châu sa to lớn được đặt ở hai bên để mà trấn cửa. Trong miếu còn có gian thờ Nguyệt Lão là cái vị thần tiên chăm lo cai quản chuyện tình duyên của con người. Một tay thì cầm sợi chỉ đỏ, một tay cầm quyển sổ để mà ghi chuyện nhân duyên. Khi đến Đài Loan, các bạn có thể tới đây để cầu cho mình một mối lương duyên tốt đẹp nha các bạn. Vừa bước vào cửa, chúng ta thấy cái bàn thờ rất lớn, có thờ ông Quan Công hồi xưa đó các bạn, một vị tướng tài ba lỗi lạc nổi tiếng ở trong cái bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa mà các bạn đã từng xem đó. Ôi chà, ở đây có văn tự cổ à, tiếng Hán người ta ghi lại những cái tiểu sử của công trình, rồi những cái văn hóa, những cái câu chuyện hồi xưa đó các bạn. Ở đây có một cái bức tượng rồng phượng rất là lớn nè. À, ở đây có những con cá chép à, cá chép hóa rồng đó các bạn, à, như cái quả cầu lửa đó. Rồi ở đây là có những con cá chép ha, nó hóa thành con rồng luôn. À, rất là đẹp, nó vượt thác để qua rồng. Cái mái ngói à, cùng với những cái chi tiết mà nó thiết kế à, có chạm chỗ khắc, rồi đính lên đó những cái tượng Phật, những cái lồng đèn, những cái vị thần rất là công phu. Nó tạo ra một cái nét kiến trúc rất là độc đáo luôn. Còn ở cái chỗ này thì lại treo rất là nhiều cái lồng đèn, những cái lồng đèn nhỏ nhỏ này nè. À, thực ra thì nó có chứa ở trên đây là những cái lời cầu nguyện, những cái lời cầu chúc của khách thập phương. À, người ta tới đây người ta tự tay viết lên trên này để mà cầu nguyện, cầu bình an. Hàng ngàn là những cái chuông như thế này nè các bạn. Đó là những cái chuông gió, có rất nhiều nha. Hàng ngàn cái chuông gió như thế này. Cái chuông này nó không có kêu các bạn ơi à, nhưng mà nhiều quá, quá nhiều luôn, đẹp luôn. Ô, kìa, đẹp. Đó. Còn từ cái vị trí này nhìn ra cái mái ngói, mái nhà nó cao và nó rộng mênh mông bát ngát luôn, đẹp quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Công nhận cái miếu này làm là rất là công phu và hoành tráng, cao. Công phu hoành tráng tới từng chi tiết, rất là nhỏ luôn, rất là nhiều những cái tượng Phật là khắc ở trên đó các bạn. Khi nào bạn tới miếu Văn Võ Đài Loan, bạn sẽ phát hiện ra mình phải leo 366 bậc thang để đến với điện chính. 366 chính là 365 cộng với lại một ngày nhuận, thành ra là được 366 ngày trong năm đó các bạn. Dọc theo cầu thang đi lên miếu là những cái dàn chuông gió cầu an rất là đẹp. Bạn hãy mua vài cái chuông gió ghi tên mình và những cái lời cầu nguyện, sau đó hãy treo nó lên đây nha. Chắc chắn bạn sẽ được rất nhiều phước lành. Miếu Văn Võ ở Đài Loan là cái sự kết hợp hài hòa giữa văn và võ. Văn võ thì phải song toàn thì mới được xem như là một người tài giỏi, theo như cái quan niệm phong kiến thời xưa. Những cái cây cột trụ sơn đỏ với những cái dòng chữ nho nhã có ý nghĩa là giáo dục cho nhân cách của con người. Văn và võ tuy là hai thứ tách biệt với nhau và nó đối lập nhau, nhưng mà nó vẫn tồn tại song song với nhau và tương trợ lẫn nhau. Không gian bên trong đền luôn khiến cho ta có cảm giác nhận được sự uy nghiêm của võ và sự nho nhã của văn. Một cái nét đẹp hài hòa chỉ tồn tại ở miếu văn võ thôi nha các bạn. Ôi trời ơi, cái cây cột này một người ôm không hết luôn nè, bự khủng khiếp luôn. Mấy cây trụ này nó to ơi là to luôn. Ôi trời ơi, nó còn rộng mênh mông ở phía đằng sau nữa. Càng lúc lên càng cao ông nội ơi. Wow. Wow, càng lúc càng cao quý vị ơi, cao cực kỳ luôn. Những cái bức phù điêu khắc trên những cái vách đá này nó rất là công phu luôn nè.
Ồ, khá là tinh xảo nè. Rất là công phu luôn nè. À, đi càng lúc càng cao, đi lên càng cao, từ ngoài cổng chính đó, ngoài đường nhựa chúng ta sẽ đi vào đây sẽ càng lúc càng cao. À, những cái bức điêu khắc đá, người ta thể hiện những cái cuộc sống cũng như là những cái nét văn hóa của hồi xưa đó các bạn. Chúng ta lại lên rất là nhiều bậc thang, đi rất là nhiều bậc thang lên trên cao nha. À, mình cũng tranh thủ đi lên đây để lên những cái bậc cuối cùng của nó xem coi như thế nào. Ở trên này có một cái cổng trời rất là đẹp, quá ngầu quá đẹp luôn các bạn. Đây, còn đây là văn, đây là văn tự cổ nè, văn tự tiếng Hán. Bạn nhìn thấy mấy cái mái nhà mái ngói không, ngầu cực kỳ luôn. À, công trình kiến trúc này đúng là đồ sộ và tốn kém rất nhiều. Wow, phía trước chúng ta là một cái cổng trời. Wow, đẹp thiệt. Có một người kêu trời, tại đi mỏi chân quá. Đẹp quá quý vị ơi. Wow, cái công trình này phải nói là rất là hoành tráng. À, nó dựa trên cái thế đất của núi để xây dựng công trình này, thành ra là từ phía ngoài kia là cái hồ Nhật Nguyệt, rồi tới đường nhựa, rồi tới những cái cổng tam quan, đi từ 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 lên rất là cao. Đáng đồng tiền bát gạo để tham quan cái chỗ này, sẽ cho bạn những cái bức ảnh rất đẹp. Trên đỉnh đồi thì lại là có một cái bãi cỏ rất là đẹp. Trên này có nhiều cây thông. Wow. À, đúng là lên tận cùng đỉnh núi thì chúng ta sẽ thấy được nhiều điều hay. Thành ra là phải chinh phục cho được những cái quả núi nha các bạn. Nhìn cái cây trụ này nè. Thật là ngầu luôn. À, giống như là cái trụ trời, có rồng phụng uốn khúc, nó uốn quanh cái trụ này nè. Không biết cái trụ này nó tên gì. Mấy cái trụ trời này lớn khủng khiếp luôn rồi các bạn. Quá đẹp luôn. Tới gần. Wow. Nhật Nguyệt Hồ. Phía trên cái đỉnh núi này á, là có một cái dòng suối, có tre, rồi có cây tùng, cây bách, có một số cái đường đi lại nè. À, có những cái chỗ nào người ta chạy ô tô thẳng lên núi luôn các bạn. Chứ không phải là đơn giản là chỉ đi bộ thôi đâu. Thiết kế khá đẹp. Bắt mắt, phong cảnh hữu tình. Kiến trúc độc đáo, rất đẹp, đáng để tham quan. Dương Lễ cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem hết video này. Các bạn đã đến Đài Loan chưa? Các bạn đã ghé thăm Hồ Nhật Nguyệt và Miếu Văn Võ này chưa? Hãy để lại comment, hãy để lại bình luận cho mọi người và Dương Lễ được biết. Trong phần sau của video này, Dương Lễ sẽ để lại một số hình ảnh mà Dương Lễ chụp được. Nếu như có thời gian các bạn xem tham khảo, còn nếu như không các bạn có thể bỏ qua phần cuối của video này nha các bạn. Nhớ bấm nút chuông thông báo và cái nút like và nút đăng ký nha các bạn, để lần sau mình phát hành video bạn sẽ nhận được video mới nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.